USDC bị mất peg, chuyện gì đang diễn ra? Thông tin được quan tâm nhất trong cộng đồng tiền mã hóa ở thời điểm hiện tại chắc chắn là việc USDC, một trong những đồng stablecoin có vốn hóa lớn nhất thị trường đã bị mất peg. Hiện tại, ở thời điểm quay video này, thì USDC đang được neo ở mức giá là 0.95 đô và đang có dấu hiệu hồi lại, tuy nhiên vẫn chưa thể quay lại mức 1 đô như ban đầu. Cộng đồng crypto thì đã có một cuộc panic khá lớn khi mà số tiền bốc hơi khỏi USDC đã lên đến con số hàng tỷ đô la Mỹ. Nguồn cơn cho sự việc này là do sự sụp đổ chóng vánh của Silicon Valley Bank. Đây là một trong 6 đối tác ngân hàng được Circle sử dụng để quản lý khoảng 25% lượng tiền mặt dùng làm dự trữ cho USDC. Cụ thể hơn thì Circle cho biết số tiền bị ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Silicon Valley Bank là 3,3 tỷ USD, chiếm 8,25 tổng tài sản 40 tỷ đô được bảo chứng cho USDC. Sau khi Circle xác nhận thông tin trên thì ngay lập tức giá trị đồng stablecoin USDC đã rơi khỏi mức peg là 1 đô. Coinbase, sàn giao dịch backed cho USDC, thậm chí cũng đã phải thông báo ngừng chuyển đổi USDC về lại USD vì đang là dịp cuối tuần bên Mỹ. Sang đến thứ hai, khi mà ngân hàng hoạt động trở lại thì sàn sẽ tiếp tục cho phép đổi USDC sang USD. Coinbase thì cam kết là tài sản của người dùng vẫn an toàn. Tại thời điểm quay video này thì đã có lúc giá của USDC trên USDT giảm về 0.8774 USD khi mà nhà đầu tư panic và đổ xô nhảy từ USDC sang USDT khi không còn có thể đổi trực tiếp sang USD như ban đầu. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi USDC ra mắt từ năm 2018. Vào khuya mùng 10 tháng 3 thì cả sàn Binance, công ty stablecoin Paxos, stablecoin Tether và sàn Bybit thì đều lên tiếng khẳng định là không liên đới gì từ việc Silicon Valley Bank bị sụp đổ. Nhiều nhà đầu tư cá nhân thì đã quyết định không chờ đợi thêm mà tháo chạy khỏi USDC. Theo thống kê từ Nansen thì Circle đã phải xử lý hơn 2,3 tỷ USD yêu cầu chuyển đổi từ USDC về lại tiền mặt trong 24 giờ gần nhất, với hơn 1,65 tỷ USD ghi nhận trong 8 giờ qua. Các nhà đầu tư crypto thì còn tìm cách tháo chạy sang stablecoin phi tập trung. Lượng DAI phát hành ra từ thế chấp USDC đã tăng thêm 736 triệu USD trong 24 giờ gần nhất. Giá BUSD thì cũng đã bị depeg sâu theo USDC vì những cập nhật mới từ phía Binance. BUSD thì đã có lúc chạm ngưỡng là 0,9873 USD, thấp hơn cả mức đáy thời điểm đồng stablecoin của Binance bị cáo buộc là chứng khoán vào giữa tháng 2. Trong khi đó thì giá của stablecoin lớn nhất thị trường là USDT thì đã tăng lên mức là 1.01 USD, ngưỡng giá trị cao nhất kể từ thời điểm tháng 8 năm 2020 theo CoinMarketCap. Nhiều người thì lo ngại rằng sự kiện trên sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu đến thị trường tiền mã hóa cũng như cả thị trường tài chính nói chung.